Dạ vâng, Phúc Như Đông Hải, Lộc Tấn Vinh Hoa và Thọ Tỷ Nam Sơn. Một bộ tam đa quyền lực mang lại tất cả những gì mong muốn cho con người là ngày hôm nay em trai muốn giới thiệu cho anh chị mình. Đúng ạ, một bộ tam đa có cẩm vàng với chiều cao là 2m và đường kính 68. Anh chị mình có thể là nhìn ngắm và thưởng lãm cho em trai. Đấy, và không để anh chị mình phải chờ lâu hơn nữa thì em trai xin tiến sát máy quay lại gần hơn để anh chị mình có thể nhìn ngắm đường vân, nét đục cũng như của sản phẩm này anh chị mình nhá. Vâng, và đầu tiên anh chị mình có thể nhìn ngắm cho em trai là cụ Phúc anh chị mình nhá. Được làm trên chất liệu gỗ cẩm vàng với chiều cao 2m và liền khối 100% cho em trai. Và ba cái tác phẩm này thì em trai làm cùng một cây gỗ rất là đẹp và bắt mắt anh chị mình ạ. Đầu tiên thì anh chị mình có thể nhìn ngắm từ trên xuống dưới toàn thể tác phẩm này. Diện mặt thần thái thì vô cùng là hoan hỉ, từng bộ râu đôi mắt cũng được làm vô cùng là tỉ mỉ sắc nét cho em trai. Cụ Phúc thì được làm vô cùng là sắc nét, những bàn tay bàn chân được vô cùng là làm tỉ mỉ cho em trai. Cụ thì đang bế một bé tiểu đồng đấy, thể hiện cho con đàn cháu đống vô cùng là tuyệt vời luôn chị mình nhá. Đằng sau đằng trước vân gỗ là hoàn toàn là do thiên nhiên ban tặng, và dưới đây những tà áo vạt áo thì chị mình có thể nhìn ngắm cho em trai, làm vô cùng mềm mại và sắc nét cho em trai. Ở trên đây thì em trai có đục thêm những cái hoa văn ở ngoài chiếc áo của cụ thì cũng được làm vô cùng là sắc nét. Dưới đây thì vô vàn những cái đồng tiền giải tiền ở dưới này ấy, để lại tiền tài của cải cho anh chị mình. Và sang tác phẩm thứ hai ấy, cụ Lộc anh chị mình ạ. Cụ Lộc thì trên tay cụ thì đang bê một trứng tiền vàng ấy, để thể hiện cho tiền tài của cải cũng như là tài lộc về cho gia chủ anh chị mình nhá. Ấy, diện mặt thần thái thì mình có thể nhìn ngắm cho em trai, thì thợ đục bên em thì đã làm nên tên tuổi đấy, đã làm nên tên tuổi với cái diện mặt này ấy, với nụ cười, đôi mắt, gò má, tất cả tần tật thì được làm vô cùng sắc nét tỉ mỉ ấy, diện vô cùng là đỉnh cao cho em trai. Ở bên đây thì một chiếc gậy như ý đem lại tất cả những gì mong muốn mong cầu cho con người rồi ấy, vạn sự như ý. Ở chiếc áo của cụ thì được khắc rồng và làm vô cùng là sắc nét, anh chị mình có thể nhìn ngắm cho em trai, mềm mại sắc nét chi tiết từng ly từng tí cho em trai. Và cơ sở tượng gỗ Trung Kiên là cơ sở chế tác chuyên sản xuất lục bình trúc phúc tam đa anh chị mình nhá. Ấy, anh chị mình có thể nhìn ngắm cho em trai. Ở trên đây thì một bộ tam đa liền khối như thế này thì ở ngoài thị trường giao lưu với giá rất là cao, nhưng bên em sẽ để cho anh chị mình một mức giá yêu thương mềm mại vô cùng. Và đến một cụ cuối cùng, tác phẩm cuối cùng, một cụ Thọ anh chị mình nhá. Cụ Thọ thì thể hiện cho sức khỏe cũng như là tuổi tác anh chị mình ạ. Ở trên đây thì đầu cụ này đấy, tròn như quả đào luôn ấy, diện mặt thần thái tròn vo đẹp cho em trai. Ở trên cái thiền trụ của cụ thì cũng được làm vô cùng mềm mại sắc nét cho em trai. Phải nói là cái thợ người bên em thì làm vô cùng là tỉ mỉ và sắc nét, đục vô cùng là kỹ càng. Trên tay thì ấy đang nâng một cái quả đào to tròn căng mọng và được làm vô cùng là chân thật ấy. Ở dưới đây thì làm những cái bông hoa, chiếc lá được làm vô cùng chân thật và sắc nét cho em trai. Và những cái tác phẩm này thì em cam kết và cam đoan với anh chị mình là hàng liền khối 100%. Và vừa rồi thì em trai cũng đã giới thiệu cho anh chị mình một bộ tam đa được làm thành chất liệu gỗ cẩm vàng. Và em xin thông báo lại kích thước một lần nữa cho anh chị mình cân đối chỗ để anh chị mình nhá. Chiều cao là 2m và đường kính là 68 cho em trai. Nếu anh chị mình đã ưng ý và đang tìm kiếm một bộ tam đa đẹp với giá thành yêu thương, giá tại xưởng thì có thể là đến với cơ sở với em trai, hoặc gọi trực tiếp cho em trai qua đầu số hotline rất là quen thuộc 0835776688, hoặc có thể là đến trực tiếp bên cơ sở ở bên em trai uống những ly trà và thưởng lãm những bức tượng bên em trai để rinh về cho ngôi nhà của mình, trưng làm vẻ đẹp ngôi nhà của mình anh chị mình nhá. Và video của em trai đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình vào những video tiếp theo.